Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường tiếp tục kết thúc phiên dịch trong một trạng thái bị điều chỉnh và tài khoản của nhà đầu tư cầm cổ phiếu có thể lại tiếp tục bị bào mòn. Và thực sự ở giai đoạn thị trường hiện tại, anh chị em nhà đầu tư chúng ta hay cả bản thân em cũng đang rất mong muốn thị trường nó có một nhịp hồi phục trở lại để chúng ta bớt đi cái sự áp lực về tài khoản cũng như là chúng ta có thể xử lý được những cái khoản lỗ đang có trong tài khoản của chúng ta. Dòng cổ phiếu ngày hôm nay tác động đến việc giảm điểm tiêu cực nhất của thị trường chúng ta, đó chính là dòng cổ phiếu của banh khi nó đóng góp điểm số giảm khoảng 2,27 điểm. Nhưng để nói về một trạng thái điều chỉnh mạnh nhất ngày hôm nay thì chúng ta phải nói đến đó chính là dòng cổ phiếu của chứng khoán, một dòng ở trong đoạn vừa rồi có một trạng thái bật tăng rất là tốt. Chúng ta có thể điểm tên những con cổ phiếu như BSI ngày hôm nay giảm 4,79%, FTS giảm khoảng 5,39%, CTS giảm sàn, hay con cổ phiếu của AGD cũng trong một trạng thái là giảm sàn. Và với dòng cổ phiếu của chứng khoán, thế chị lưu ý cho em một điều như sau: nhóm ngành chứng khoán hiện tại nó mới bắt đầu cái nhịp điều chỉnh, nó sẽ chưa đạt được một trạng thái cân bằng ngay, nên cái việc mà anh chị em chúng ta bắt quá là sớm ở phiên dịch của ngày hôm nay hoặc là ngày mai nó tiếp tục giảm điểm mà chúng ta bắt quá sớm, có thể chúng ta sẽ gặp phải những cái rủi ro thua lỗ trong ngắn hạn. Nên chị phải lưu ý cho em, nếu như chị có yêu thích nhóm ngành của chứng khoán thì vẫn phải đợi cho em quá trình nó cân bằng dọn phía sau, chứ không phải ngày mai chị thấy nó giảm tiếp là anh chị em chúng ta nhảy vào mua, có thể chúng ta gặp phải những cái sự rủi ro. Ngược lại thì chị có thể thấy được ngày hôm nay đó là những ngành cổ phiếu của thép, sau một quãng thời gian những ngành thép liên tục có một trạng thái giảm điểm thì ngày hôm nay nó có một trạng thái là hồi phục. Anh chị có thể thấy được là đa số các cổ phiếu thép có một trạng thái là xanh khi kết thúc phiên, nhưng con cổ phiếu như HPG, Nam Kim hay là Hoa Sen có một trạng thái tăng khoảng 2%, loanh quanh khoảng 2%. Nhưng thì anh chị chú ý cho em, đây cũng chưa phải là cái điểm mua, bởi vì ngày hôm nay nó cũng chỉ là cái phiên hồi phục thứ nhất của các cổ phiếu thép thôi, và nó muốn hồi phục thực sự mạnh mẽ thì nó sẽ cần quá trình test lại về sau nhá. Anh chị phải đợi cho em quá trình nó test lại về sau, nếu như nó cân bằng được thì chúng ta mới chú ý lại những anh cổ phiếu thép. Còn hiện tại một phiên hồi phục đầu tiên nó chưa có quá là nhiều điều để chúng ta phải chú ý. Và giai đoạn này của thị trường thì anh chị em thấy được là anh chị em càng cố gắng mua cổ phiếu thì chúng ta càng gặp phải cái sự thua lỗ, vì rất hiếm các cổ phiếu trên thị trường có thể đi ngược và mang lại lợi nhuận cho chúng ta. Đặc biệt là anh chị em chúng ta mà có mua cái điểm nổ của cổ phiếu thì đa số khi hàng về chúng ta sẽ gặp phải những cái nhịp rút bỏ. Anh chị thấy được chẳng hạn như nhóm ngành cổ chứng khoán như con cổ phiếu của MBS, trong cái phiên dịch của ngày 21/4 nó có một trạng thái bật tăng rất là tốt, dòng tiền cũng đi vào, đúng không ạ, một cái phiên break khỏi cái nền giá. Nhưng anh chị có thể thấy được là sau khi đến hàng vài ngày hôm nay thì nó đã rũ gần như toàn bộ, đúng không ạ, rũ toàn bộ luôn cái cây bật tăng đó. Và anh chị chúng ta đua nổ vào thì chúng ta chắc chắn là phải cắt lỗ rồi. Hay con cổ phiếu của con CTS cũng vậy anh chị ạ, thì cái phiên đó nó có một trạng thái là bị break lên, cái dòng tiền vào nó cũng tương đối là tốt, nhưng đến ngày hôm nay chị đúng không ạ, nếu như chúng ta không xử lý sớm chúng ta có thể gặp phải một cái trạng thái là làm sàn. Nên hiện tại anh chị chúng ta mà cứ cố gắng mua cổ phiếu hay chúng ta lại còn thích đua lệnh cổ phiếu khi nó bật tăng lên thì có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái rủi ro về cái trạng thái thua lỗ chị nhá. Nên cả cái đoạn vừa rồi khi mà thị trường nó giảm xuống ở đây, anh chị có thể thấy được là trên video của em cũng khuyên anh chị chúng ta là nên hạn chế tham gia, nên đứng ngoài đợi thị trường cân bằng hay có những tín hiệu xác nhận hướng lên bên trên. Và kể cả trong zoom khách hàng của em thì em gần như là không khuyên anh chị em khách hàng mua bất kỳ một cái cổ phiếu gì. Anh chị vào zoom là anh chị sẽ thấy điều đó, nên chúng ta mới có thể tránh được những cái nhịp giảm đây và chúng ta có thể tránh được những cái thua lỗ. Chúng ta phải tùy từng đoạn chúng ta mới tham gia và chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn trong quá trình đầu tư của mình. Như ngày hôm trước anh chị có thể thấy được là em cũng lên video em bảo là có con cổ phiếu của CTS, thì ngày hôm đó là em cũng định báo chị em khách mua đây đấy, nhưng mà cuối phiên nó có một trạng thái nổ luôn thì em cũng không báo mua. Nhưng mà bản thân em thì có mua sớm trước vị thế khoảng 20%, mà chị xem video chị biết đúng không ạ. Thì ngày hôm nay khi hàng về một cái là em bán ngay, bởi vì em nhìn thấy nó có một trạng thái xấu thì em bán ngay ở đầu phiên chiều khi nó ở có mùng giá khoảng 16.8 vậy nhá. Đây là khoảng đầu phiên chiều cái em bán ngay này, đấy khoảng giá 16.8 đây đấy. Thì anh chị thấy được là khi mà đến 16.8 bên dưới thì khi mà đến kết phiên anh chị ạ, nếu như em không bán sớm thì em còn có thể là bị ăn cả một cây sạc và cái khoản lỗ của em sẽ tăng lên. Và ngày hôm nay em bán thời điểm đó em chỉ âm khoảng hơn 1% thôi. Nên do này nó đòi hỏi anh chị em chúng ta cần phải có một sự nhanh nhạy về thị trường, chúng ta phải đưa ra một cái xử lý rất là nhanh, nếu như không chúng ta có thể gặp phải những cái sự thua lỗ rất là nhanh nhá. Đấy, hôm trước em mua đây anh chị, đấy thì ngày hôm nay nó đang cùng giá khoảng 16.8 bên dưới thì về một cái này bán ngay, theo âm nó đó khoảng trên 1% thôi, cái mức âm thì nó cũng không quá là nhiều, nhưng xử lý sớm. Còn nếu như em không bán ở đây thì đến cuối phiên anh chị có thể nhìn thấy được là em sẽ mất thêm khoảng gần 5%, rất là nhanh đúng không ạ. Nên nó sẽ cần anh chị em ta phải xử lý thật là nhanh. Và em cũng không có ý anh chị em hàng mua ở giai đoạn thị trường hiện tại chị nhá, gần như là không mua ở cái đoạn từ ngày rơi đây, có dạng ở cái phiên đây
là em có khuyến nghị con cổ phiếu của Gil và con cổ phiếu của C4G thì hàng về vẫn có lãi bình thường nhá, vẫn tăng lên, em khoản lãi của em khoảng 20% đấy. Còn từ sau dạo đó là gần như ở đây anh chị nhá, sau cái dạo đó thị trường nó rơi khoảng gần hơn một tuần thì em cũng không khuyến nghị anh chị em hàng mua cái cổ phiếu trên thị trường, bởi vì anh chị thấy được là rất là rủi ro không ạ, mua vào một cái là anh chị em kẹt hàng ngay. Nên khi mà em đã không khuyến nghị anh chị em khách hàng mua ấy, là có lý do của em là nó đang phải có một điều gì không được tích cực thì em không khuyến nghị, thế anh chị lưu ý điều đó. Còn bây giờ mà anh chị sẽ đánh giá chi tiết hơn trên góc nhìn đồ thị kỹ thuật, xem sau cái phiên giao dịch của ngày hôm nay liệu thị trường của chúng ta sẽ rơi về vùng giá bao nhiêu và đã phải thời điểm chúng ta nên bắt đáy cổ phiếu hay chưa. Bởi vì anh chị em chúng ta đều đang bảo là thị trường đã rơi về vùng hỗ trợ đây thì chúng ta có nên bắt đáy cổ phiếu hay không, thì về anh chị sẽ cùng nhau đi vào phân tích chi tiết anh chị nhá. Anh chị nhớ bỏ một chút thời gian ra để like video cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho những cái chia sẻ của em, cũng như là anh chị em chúng ta có thể tham gia với Zoom khách hàng của em để nhận những cái tư vấn khuyến nghị về những cái mã cổ phiếu trong thời gian tới. Hay nhất em cũng sẽ giúp anh chị em chúng ta sẽ nhìn nhận ra cái sự diễn biến của thị trường để chúng ta hạn chế cái việc mất tiền, chúng ta giữ được tiền nhé. Chứ không phải bao giờ chúng ta tham gia đầu tư chứng khoán chúng ta cũng phải một cái mục tiêu, đó chính là kiếm tiền. Nhiều lúc anh chị em chúng ta tham gia mà chúng ta không có người định hướng, anh chị có thể là những người bị thua đúng không ạ, anh chị em chúng ta có thể mua bừa bãi chúng ta lại trở thành bị thua lỗ, thì nhất lúc đó thì anh chị cần những người giữ tiền cho anh chị em chúng ta, đánh giá về xuống thị trường để chúng ta có những góc nhìn thực sự là tích cực hay là thực sự là hợp lý về thị trường để chúng ta đưa ra quyết định chị nhá. Nếu như đoạn vừa rồi đúng không ạ, chẳng hạn như đây em không muốn anh chị em mua, em đánh giá thị trường còn rủi ro, thì anh chị em chúng ta ít nhất là giữ được tiền. Còn anh chị em chúng ta cố mua vào ạ thì chúng ta có thể thua lỗ một cái tỷ lệ thua lỗ rất là cao. Thế thì có phải là thái chị ngồi im anh chị giữ tiền còn hơn anh chị tham gia anh chị mất tiền ạ? Đấy là cũng là một cách chúng ta có lãi khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán đấy anh chị nhá, chứ không phải là anh chị chúng ta chỉ chú ý đến cái việc chúng ta phải kiếm được tiền. Còn về mặt thị trường anh chị thấy được ngày hôm nay nó giảm khoảng 6,51 điểm, tương giảm 0,63%, và thanh khoản ngày hôm nay thì chúng ta thấy được nó vẫn ở cái trạng thái là thanh khoản thấp đúng không ạ, nó thấp hơn trung bình của 20 phiên. Thị trường ngày hôm nay giao dịch đâu đó khoảng 485 triệu cổ phiếu thì cũng chỉ tương đương như cái ba phiên giao dịch gần đây thôi, nó cũng không phải là một trạng thái bán quá là mạnh hay là một trạng thái bán tháo. Nhưng anh chị nhá, nhưng nhìn chung thị trường của chúng ta nó chưa có dấu hiệu hồi phục của một cái phiên hồi phục thực sự là mạnh mẽ, thì nó mới chỉ đáp ứng được 1/2 cái yêu cầu của chúng ta thôi, tức là nó đang chỉ đáp ứng được cái điều kiện cần của chúng ta. Như anh chị đã theo dõi những video trước của em là thị trường chúng ta nó cần thanh khoản thấp đúng không ạ, cần những cái phiên giảm điểm có thể thanh khoản thấp, cần quá trình rơi xuống với thanh khoản thấp, nó chỉ đáp ứng một vế thôi. Còn cái việc mà chúng ta cần điều kiện đủ để cho thị trường chúng ta xác nhận được là có thể kết thúc nhịp hồi, đó chính là những cái phiên hồi phục mạnh mẽ quay trở lại bên trên với sự lan tỏa dòng tiền và các cái nhóm cổ phiếu nó bật tăng rất là tốt, thì khi đó anh chị em chúng ta mới có thể kỳ vọng được thị trường đã chấm dứt cái nhịp hồi. Còn hiện tại thì nó chưa có, thì nó cũng chỉ đang đạt được 1/2 vế thôi. Và khi thị trường chúng ta đang đạt được 1/2 vế, nó chưa trọn vẹn cái yêu cầu, thì anh chị em chúng ta càng tham gia thì chúng ta có thể càng gặp phải sự thua lỗ, nó chưa đảm bảo yêu cầu đúng không ạ, nó chưa đạt được cái trạng thái và cái hệ thống mà chúng ta đang theo đuổi, thì anh chị em chúng ta phải tuân thủ là phải đứng bên ngoài thị trường. Và chúng ta sẽ đánh giá một cái mức độ giảm điểm, à một cái kịch bản ngắn hạn nhất. Thế chị có thể nhìn thấy được là với cái áp lực giảm điểm của ngày hôm nay thì có thể cái đà giảm giá của thị trường chúng ta nó sẽ tiếp diễn ở phiên giao dịch của ngày mai. Anh chị em, có thể sẽ tiếp diễn ở phiên giao dịch của ngày mai, thậm chí đầu phiên giao dịch của ngày mai có thể thị trường nó sẽ mở ra một cái gap down đây. Có thể anh chị nhá. Đấy, có thể thị trường chúng ta nó sẽ mở ra một cái gap down đây. Đấy, nhưng sau đó thì đánh giá là có khả năng đầu phiên nó có thể mở gap down nhưng cuối phiên thị trường có thể nó sẽ rút chân lên bên trên. Lý do vì sao? Lý do bởi vì em đang thấy được thị trường đã rơi về vùng hỗ trợ đây. Thì thông thường khi một cổ phiếu một thị trường ấy nó rơi về những cái vùng hỗ trợ thì thị trường của chúng ta đang có cái vùng hỗ trợ khoảng giá 1.002x nhá, 102x. Đấy, cộng với một yếu tố nữa là chị thấy được là thị trường nó cũng đang rơi ra ngoài cái giải Bollinger Band ở đây. Thì khi mà thị trường nó có xu hướng rơi ra ngoài giải Bollinger Band ấy, nó sẽ có một cái đà nó bật tăng, nó chui lại vào bên trong giải Band. Đấy, thì có thể thị trường của chúng ta nhá, nó ngày mai, đấy ngày mai có thể nó sẽ có một trạng thái là đầu phiên giảm và cuối phiên rút chân để chui vào bên trong Band, bởi vì nó đã chạm về vùng hỗ trợ cũng như nó rơi ra ngoài Band rồi. Đấy, thì có thể thị trường nó sẽ phản ứng như vậy và nó sẽ có sự hồi phục lên ở phiên giao dịch của ngày mai. Nên anh chị em nào chúng ta mà ngày hôm nay chưa kịp bán cổ phiếu của mình ở thời điểm cuối phiên như vậy thì anh chị em chúng ta sáng ngày mai nếu như có giảm mạnh đầu phiên hở gáp thì anh chị em chúng ta cũng không nên quá là hoảng loạn mà bán cái cổ phiếu của mình ra. Đấy, mà anh chị em chúng ta cần chú ý cho em là canh cho em cái nhịp hồi phục trong phiên lên thì anh chị em chúng ta có thể là sẽ hạ bớt cái cổ phiếu của mình ra nhá,
anh chị có thể canh thời điểm đó để chị hạ bớt ra. Thì nếu như có hồi thì chúng ta có thể kỳ vọng hồi lên vùng giá khoảng 1045 điểm đây thôi. Đấy, hiện tại thị trường nó sẽ có cái vùng giá đây. Đấy, thì nếu như có hồi lên vùng giá khoảng 1045 điểm thì cũng là cái vùng giá mà anh chị em chúng ta nên canh để cơ cấu bớt cái cổ phiếu của mình ra. Còn cái việc mua đó, nhớ anh chị em chúng ta sẽ hiểu lầm cái việc là em đang bảo là ngày mai thị trường nó có thể hồi lên bên trên là cái thời điểm anh chị em chúng ta có thể mua, nhưng không phải như vậy. Anh chị chú ý cho em nhá, cái việc mà anh chị em chúng ta mua nó không phải phụ thuộc vào ngày mai thị trường có khả năng hồi, mà nó phải đạt một trạng thái cân bằng thì chúng ta mới mua. Nên ngày mai thị trường của chúng ta đầu phiên nó có mở gap, cuối phiên nó rút chân cũng không phải là cái điểm để anh chị em chúng ta tham gia và mua cổ phiếu. Anh chị phải hết sức lưu ý cho em cái điều như vậy ạ. Bởi vì thị trường ngày mai nó có hồi lên thì sau đó nó vẫn phải quay lại test thôi, nó sẽ phải quay lại test thôi, và chúng ta tham gia cái điểm ngày mai nó sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên chị phải lưu ý cho em cái điều nhá, phải lưu ý, phải chú ý kỹ cho em điều này. Không phải là em đang đánh giá kịch bản thị trường có thể hồi mà anh chị em chúng ta lại nhảy vào mua, nó giống như anh chị này, khi nó hồi đúng không ạ thì nó sẽ quay trở lại test, và khi nó test đúng không ạ, khi nó test trở lại thì nó giảm tiếp thì nó xấu đấy, nó không có điểm xác nhận hướng lên thì nó xấu. Thì anh chị em chúng ta phải chú ý cho em điều như vậy, là phải chờ điểm xác nhận hướng lên thì anh chị em chúng ta mới tham gia được, đúng chưa? Đấy, còn cái kịch bản mua thì em đã trao đổi rất là nhiều video trước với anh chị em chúng ta rồi, là hãy đợi cho em một cái phiên hồi phục mạnh lên bên trên, được chưa? Nó sẽ như ở đây, được chưa anh chị? Nó sẽ như ở đây, nó sẽ như ở đây, và nó sẽ như ở đây. Nó bao giờ cũng sẽ có những cái phiên hồi phục mạnh lên bên trên để nó phủ nhận lại cây giảm. Đấy, thì chúng ta chờ đợi cho em những cây như vậy đi. Thế chị chúng ta tham gia nó vẫn chưa muộn, chứ chúng ta không cần phải tham gia ngày mai nó hồi phục nhẹ nhẹ như cái phiên dịch của ngày 17 tháng 4 mà anh chị em chúng ta lại nhảy vào, anh chị em chúng ta mua thì có thể chúng ta sẽ gặp phải những rủi ro. Nên chị phải lưu ý cho em điều như vậy nhá, không cần phải FOMO quá đà. Chúng ta vào ngày mai nó hồi một chút chúng ta mua vào, có thể đến hàng T về anh chị em ta lại sẽ là những người cắt lỗ tiếp anh chị ạ. Đấy, và chú cho em một điều như sau, có thể nhá, cái vùng giá 1020 đây nó không hẳn là cái vùng hỗ trợ cứng nhá, không có cái vùng hỗ trợ nào là vùng hỗ trợ cứng cả, nó chỉ là phản ứng ở đấy ra sao thôi. Thì có thể biết đâu đấy thị trường chúng ta xấu, nó có thể rơi và nó thủng đi vùng giá 1020 thì làm sao? Đó, đúng không? Điều đó thì chúng ta đều không ai mong muốn, kể cả bản thân em cũng không muốn thị trường nó giảm như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho một cái kịch bản nó xấu có thể xảy ra, đúng không ạ? Nếu như thị trường nó thủng đây thì làm sao? Đấy, thì nó có thể sẽ rơi về đây. Em đang nói trường hợp xấu được chưa? Em thì em không muốn kịch bản đó, nhưng chúng ta phải chuẩn bị. Nếu như chẳng may thị trường nó rơi về vùng giá 1020, nó không cân bằng được, nó rơi tiếp thì chúng ta có thể gặp phải rủi ro. Nên anh chị em chúng ta mà cứ mua sớm thì chúng ta có thể gặp phải những cái vấn đề là lại đu vào cái cổ phiếu chị nhá. Không có cái trường hợp, không có cái kiểu là thị trường chúng ta đang giảm mà anh chị em chúng ta cứ nhảy vào mua, có thể nó sẽ rất là rủi ro, được chưa? Đấy, bởi vì sau khi thị trường nó có một quá trình nó cứ sideways down và nó sẽ bước vào một nhịp, chúng ta hay gọi là một nhịp gọi là giảm nước rút, nó giống như đây chị này. Khi mà thị trường của chúng ta nó có một quá trình là gì, nó có một quá trình sideways up, sau đó nó bước vào một quá trình tăng nước rút, được chưa? Đấy, nó có những quá trình là tăng nước rút thì biết đâu đấy thị trường của chúng ta nó có ba bốn phiên liên tiếp giảm giá, sao nó giống như phiên đây này. Đấy, một phiên đúng không ạ, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, nó rơi thủng một cái xuống đây thì làm sao? Chúng ta không để biết được đó, đúng không ạ? Nên chị phải hết sức lưu ý cho em là có thể thị trường chúng ta nó mà xấu, nó rơi thế thì chúng ta làm sao? Nên chị phải chuẩn bị cho kịch bản đó, được chưa? Đấy, có anh chị cứ đón coi video của em thường xuyên, đúng không ạ? Nghe những cái lời khuyên trên video của em là anh chị em ta đứng ngoài đoạn vừa rồi thì anh chị em chúng ta sẽ giữ tiền thôi. Em đưa ra cái góc nhìn khách quan, đúng không ạ? Không phải là ngày hôm nay em cầm cổ phiếu mà em lại bảo thị trường có thể tăng. Đấy, mấy phiên trước em vẫn mua cổ phiếu của CTS, đúng không ạ? Nhưng em vẫn đánh giá cái kịch bản thị trường nó có thể giảm tiếp, tức là em đánh giá một cách khách quan, chứ không phải là vì em cầm cổ phiếu, nếu em không cầm cổ phiếu mà em lại đưa ra những cái quan điểm nó không đồng nhất. Anh chị cứ xem từ đầu, từ các cái video em bao giờ nó sẽ đồng nhất một quan điểm đó anh chị nhá. Tỷ lệ anh chị em chúng ta mua đoạn này rất là khó ăn anh chị ạ, cực kỳ khó ăn, trừ khi anh chị em chúng ta mua từ đoạn đây này, khi mà nhóm ngành chứng khoán vừa đi lên đấy sẽ có một số con cổ phiếu chẳng hạn như BSI, FTS hay là CTS đi. Đấy, hay là MBS thì anh chị mua cực kỳ sớm đi, thế cho chúng ta may ra vẫn còn những khoản lãi thôi. Còn từ cái đợt thị trường nó giảm giá đây, anh chị hỏi xem có bao nhiêu người mua được có lãi, rất ít thì nhá, rất ít. Ở bên ngoài kia anh chị sẽ xem được những kênh YouTube, anh chị sẽ xem được một số chuyên gia người ta bảo là x2 x3 rồi là mua từ vùng giá này vùng giá kia, nhưng mà anh chị thấy được người ta mua đâu có nhiều đấy, và người ta cứ nhai đi nhai lại cái đó, đúng không ạ? Có đúng cái đó để khoe thôi, không có gì khác. Còn ở từ dọn đây là khuyến nghị là toàn mua toàn lỗ ấy, toàn mua toàn lỗ hết anh chị. Thế thì anh chị có thể thấy được là người ta cứ lấy một cái ví dụ từ thời bao giờ rồi, người ta khoe đi khoe lại, xong rồi dọn phía sau là người ta khuyến nghị nhà đầu tư chúng ta mua toàn là lỗ. Thế thì anh chị em chúng ta thấy cái tỷ lệ được bao nhiêu đâu, đúng không anh chị? Nên chị phải nhìn vào cái
vị thế của mình để chị đưa ra quyết định, chứ không phải chúng ta cứ nghe người ta bảo x2 x3 rồi chúng ta bị ảo tưởng đi. Chúng ta mua cổ phiếu vào và chúng ta cứ kỳ vọng như vậy, chúng ta đu đỉnh và chúng ta vẫn mong nó x2 x3, nó rất là khó các bạn. Nên chị phải chú ý cái vị thế được chưa ạ? Rất ít người trên thị trường. Bây giờ anh chị bảo những con cổ phiếu như FTS, những BSI thì được bao nhiêu người mua được so với hàng trăm hàng nghìn cổ phiếu trên thị trường của chúng ta? Rất là ít đúng không chị? Chúng ta phải nhìn vào cái tổng thể. Chứng khoán là cái môn của xác suất, bao nhiêu người mua được cái cổ phiếu đó. Đấy, chứ chúng ta không phải nhìn vào một con cổ phiếu đó và chúng ta suy ra cả thị trường được. Mà chị hãy nhìn vào cái bề chung của thị trường. Rất nhiều nhóm cổ phiếu giảm và có một cái tỷ lệ cực kỳ nhỏ như vậy. Và liệu hàng trăm hàng nghìn người, hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn nhà đầu tư chúng ta ai ai mua được những cổ phiếu đó, rất là hiếm đúng không ạ? Đấy, nên chúng ta phải nhìn vào cái danh mục của mình và đưa ra những cái quyết định thật là tốt, và chúng ta phải nhìn vào cái cách tư vấn của người ta, điểm mua điểm bán có rõ ràng hay không đúng không ạ, hay là người ta cứ nói vu vơ và người ta cứ quay đi quay lại vài cái cổ phiếu đó và gì ạ, và đến khi người ta hô những cái cổ phiếu lỗ thì người ta cũng chả đề cập gì đến chẳng hạn, nên nói cho qua qua thôi nhá chị nhá. Anh chị phải quan sát thật là kỹ vào, anh chị chúng ta cần phải gì, cần phải có những cái sự đánh giá thật là kỹ càng vào. Còn hiện tại thì anh chị chú cho em nhé, cái việc bắt đáy cổ phiếu không phải là thời điểm bắt đáy của cổ phiếu đâu. Anh chị có thể nhìn thấy được là thị trường nó vẫn đang giảm như vậy. Thì cái việc mà anh chị em chúng ta tham gia bắt đáy cổ phiếu thì nó cũng không thực sự là một ý tưởng hay. Anh chị em chúng ta bắt đáy có thể là T1 anh chị có ăn, nhưng mà chưa chắc T2.5 anh chị đã có ăn đâu chị nhá. Cũng không phải đơn giản đâu. Nên nhiều anh chị em chúng ta bảo là thị trường đang rơi về vùng hỗ trợ khoảng 1020 rồi thì anh chị sẽ bắt đáy cổ phiếu, nhưng mà em thấy đó thì nó cũng không thực sự là một ý tưởng hay. Đấy, anh chị cứ đợi cho cân bằng đi, đợi cho cân bằng như đây đi được chưa, đợi nó cân bằng, đợi nó có những phiên xác nhận đi, nên chị tham gia nó vẫn chưa muộn, chứ chúng ta cần gì phải tham gia quá là sớm nhá. Chẳng may đi, chẳng may chị cứ bắt xong nó rơi xuống bên dưới này thì làm sao, đấy, nó rơi thủng đây thì làm sao, lúc đó chúng ta thủng 1020 chúng ta lại bán cổ phiếu mình ra, sau nó rơi về vùng giá 1000 anh chị lại mua vào thủng cái anh chị mua tiếp đúng không, đấy chúng ta cần phải chú ý cho em điều như vậy nhá. Đấy, tất nhiên là em sẽ đưa ra những quan điểm khách quan là thị trường nó vẫn có cơ hội phục hồi được chưa, em vẫn đang mong thị trường phục hồi là ngày mai có thể mở gap đầu phiên nó giảm xuống bên dưới và cuối phiên nó rút chân lên bên trên thì quá là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời luôn đấy chị. Đấy, nhưng nó cũng có trường hợp mà nó ấy cứ giảm giảm dần giảm dần giảm dần, nó như dạo đây nó bo tung xẻo dần thì làm sao đúng không ạ. Đấy, chúng ta có thể chuẩn bị cho những cái bản xấu, còn bản thân em thì em vẫn chưa khuyến nghị anh chị em khách hàng mua cổ phiếu được chưa, cân bằng thì em sẽ mua. Như dạo thị trường đi lên đây thì mua được bao nhiêu cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu chứng khoán mua được đúng không chị, thì chúng ta thiếu gì cơ hội đâu, chúng ta bây giờ phải là giữ tiền, sau thị trường nó cân bằng xong nó hồi phục lên bên trên nó tạo ra những con sóng hồi phục về sau chúng ta lại tham gia vào, chúng ta lại kiếm tiền như đây đúng không ạ. Chúng ta cả đoạn này chúng ta kiếm tiền thì đến đoạn này là chúng ta gì, nghỉ rồi đúng không ạ, chúng ta kiếm tiền nửa tháng chúng ta nghỉ nửa tháng đấy, chúng ta phải quan trọng phải vào đúng nhịp thị trường, chứ chúng ta bây giờ thị trường nó đang làm cái con chẳng hạn như đang làm cái dòng nước lũ nó đang đang cuốn cuốn như vậy mà chúng ta đi ngược vào dòng nước lũ thì chúng ta có thể gặp phải những rủi ro rồi nhá chị nhá. Còn về nhóm cổ phiếu của chứng khoán ngày hôm nay em sẽ phân tích qua cho anh chị em chúng ta nhá. Chẳng hạn như con cổ phiếu của SI thì ngày hôm nay nó cũng khỏe hơn khi mà nó có một trạng thái là test lại vùng đáy khoảng giá 21 thì nếu như tích cực thì nó có thể hướng lên bên trên, nhưng mà điểm mua chúng ta cũng phải chờ đợi thêm nhá. Nó test 3 lần đáy ở đây rồi thì nó có một cái phiên ngày hôm qua ấy, ngày hôm 21 tháng 4 nó bật tăng lên mà nó thanh khoản vào cao ấy, thì có thể chị nhá, anh chị chú rằng có thể đây có thể là một cái phiên bull trap của nó đấy được chưa, bởi vì nó nổ và nó chạm cả đấy thì nó đang cắm đầu như vậy mà ngày mai nó thủng tiếp nó sẽ rơi vào nhịp rơi số 2 được chưa. Nhịp rơi số 2 thì anh chị có thể biết được là nó sẽ rơi rất là kinh, nó sẽ giống như kiểu thị trường chúng ta rơi vào nhịp rơi số 3 ấy, nó sẽ rơi rất là sâu nhá, một nhịp này ngày mai rơi nhịp 2 thì rất là kinh đấy, chú cho em nhé. SHS thì cũng thế này, ngày hôm nay rơi bắt đầu rơi này đấy, bắt đầu rơi rồi nhá, rơi nhịp một rồi anh chị này đấy, không hề đơn giản đâu anh chị nhá, nó hồi phục này nó rơi tiếp là cũng rất là rủi ro đấy. Biết ai thì anh chị thấy được là ngày hôm nay rơi hai phiên với thanh khoản khá là cao rồi thì nó đang gặp hỗ trợ đây thì có thể sẽ bật, ngày mai có thể sẽ giảm xuống đây sau đó sẽ bật lên, nhưng mà cũng không phải điểm để cho chúng ta có thể tham gia đâu anh chị nhá. Đấy, thì anh chị lưu ý cho em, biết ai thì cũng không phải điểm mua cho chúng ta. MBS thì ngày hôm nay nó có một trạng thái là giảm về vùng hỗ trợ khoảng giá 16 rồi đấy, thì nó có thể phản ứng ở đây và có thể sẽ bật tăng lên để nó kiểm định lại cái vùng giá khoảng 17 thôi, em nghĩ nó chỉ hồi lên tầm khoảng giá 17 đây thôi đấy, thì anh chị em ta có hàng thì cũng thể canh để bán ở vùng giá khoảng 17 nhá. Về mặt ngắn hạn đối với con cổ phiếu của MBS, VND thì anh chị thấy điều gì ạ, VND thì rơi nhịp 2 thôi anh chị ạ, đây này anh chị này, một này nó rơi nhịp 3 rồi đấy, M2 này nhịp 3 này đấy, và rơi nhịp 3 này anh chị có thể thấy được là biết đâu đấy nó rơi sâu xuống bên dưới này thì làm sao nhá, anh chị phải lưu ý cho em này. Đấy, chứng khoán cũng có nhiều con nó bắt đầu thể hiện những cái dấu hiệu nó không được tốt rồi đây,
Còn VCI thì rơi nhịp mấy rồi anh chị? Rơi 12 rồi đúng không ạ? Đây anh chị, một này, hai này, rơi về đây rồi. Nếu như nó xấu nữa, nó có thể nó sẽ hồi lên bên đây, nó rơi tiếp nhịp ba nhá. Nên chúng ta bây giờ thì cũng phải đợi thêm cho em đã, cũng chưa cần tham gia vội đâu nhá, cũng chưa cần tham gia vội đâu, đợi cho có quá trình cân bằng đã, cân bằng đủ tốt đã thì anh chị em chúng ta tham gia nó vẫn chưa muộn, được chưa? Đấy thì anh chị lưu ý cho em cái điều như vậy. Còn về các cái cổ phiếu có thể cho điểm mua hiện tại thì đối với bản thân em check thị trường rất là khó. Đấy thì khi nào mà có những cổ phiếu nó sắp sửa cho chúng ta những điểm mua thì em sẽ lên video, em sẽ chia sẻ cho anh chị chúng ta. Còn bây giờ thì em vẫn sẽ ưu tiên giữ vốn đã nhá, cân bằng thì em chơi thôi, có xu thế thì em chơi, còn bây giờ cũng chẳng có lý do gì mà em để em mang tiền vào để tham gia với một cái thị trường nó chưa đạt một trạng thái cân bằng hiện tại. Thì hẹn gặp lại chị trong những video tiếp theo của em. Anh chị em chúng ta mà có nhu cầu tham gia vào dùng khách hàng của em để nhận những cái khuyến nghị tư vấn về thị trường, những cái cảnh báo về thị trường, và sau này khi cân bằng chúng ta lại có thể tham gia vào những nhịp tiếp theo, thì anh chị có thể tham gia dưới hình thức zoom thu phí của em, hoặc là anh chị có tài khoản tại công ty chứng khoán TCBS hoặc là VPS, anh chị có thể chuyển ID gắn ID của em là sẽ đủ điều kiện tham gia. Và anh chị em chúng ta nhớ bỏ một chút thời gian ra để like video cũng như đăng ký kênh của em. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị trong những video tiếp theo của em.